Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong văn hóa Việt từ ngàn đời nay, thờ cúng ông bà tổ tiên là việc hết sức thiêng liêng. Đây là dịp để con cháu dâng hương tưởng nhớ tri ân công đức sinh thành dưỡng dục, tạo lập cơ nghiệp cho hậu thế của ông bà, cha mẹ và các bậc tiền nhân, góp công sức đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Thực hiện tốt những việc đó sẽ làm cầu nối liên kết các thế hệ và gìn giữ gia phong của gia đình, dòng họ. Trong đó, việc đặt đồ vật lên bàn thờ phải hết sức lưu ý và cẩn thận. Nếu biết cách bố trí và sắp xếp hợp phong thủy, bạn có thể mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình mình. Tất cả là bởi phòng thờ được coi là thế giới tâm linh thu nhỏ, là nơi trang trọng và thiêng liêng nhất trong căn nhà để thờ cúng. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những lưu ý khi bày trí bàn thờ đúng cách nhằm mang lại may mắn, tránh xui xẻo cho gia đình bạn nhé. Thờ cúng gia tiên là một nghi lễ phổ biến và có tính bắt buộc tại Việt Nam, đại diện cho một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Phong tục này mang đến nhiều ý nghĩa tốt đẹp, cũng như giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh. Người Việt coi trọng việc thờ cúng, nên đồ thờ, vật phẩm thờ cúng được lựa chọn kỹ lưỡng. Trên bàn thờ sẽ được bày biện các vật phẩm thờ cúng theo thứ tự và nguyên tắc nhất định. Tùy thuộc vào văn hóa vùng miền, cũng như điều kiện và nhu cầu thờ cúng của từng dân tộc, gia đình mà vật phẩm thờ cúng sẽ có sự thay đổi nhất định. Ngoài ra, bàn thờ gia tiên gồm những gì còn phụ thuộc diện tích, kích thước của bàn thờ tại các gia đình. Bên cạnh đó, vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ gia tiên còn phụ thuộc vào mục đích thờ cúng. Cụ thể còn được căn cứ vào việc gia chủ là con thứ hay con trưởng, là người thờ cúng chính hay thờ vọng. Tuy nhiên về cơ bàn thờ gia tiên tại các gia đình đều cần các vật phẩm thờ cúng cần thiết sau đây. Thứ nhất là bát hương. Theo quan niệm của cha ông ta từ xưa, thì bát hương được ví như ngôi nhà, là nơi để tâm linh của các cụ trở về. Vậy nên bát hương chính là đồ vật quan trọng nhất trên bàn thờ. Khi đặt bát hương, gia chủ phải hết sức lưu ý. Vị trí tốt nhất để đặt bát hương chính là đặt ở chính giữa bàn thờ, để lui sát tường phía sau. Đặc biệt là bát hương phải được đặt cố định. Nếu di chuyển sẽ phạm vào điều kỵ và rất dễ mất tài lộc. Điều cần lưu ý nữa đó là về dùng cho sạch để phủ đầy lòng bát hương. Thứ hai, lọ lộc bình. Lọ lộc bình cũng là một đồ vật không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên nhà bạn. Trong phong thủy, lọ lộc bình tượng trưng cho sự phát tài phát lộc, giữ được của cải trong gia đình. Người ta thường dùng lọ lộc bình để cắm hoa trên bàn thờ và những ngày quan trọng hoặc lễ Tết. Thứ ba là cây vàng khối. Bạn có thể đặt cây vàng khối ở hai bên bát hương. Cây vàng khối ở bên trái bát hương phải cao hơn cây bên phải bát hương, tức là tả thanh long, hữu bạch hổ, mang ý nghĩa thà để long cao ngàn trượng chứ không để hổ ngẩng cao đầu. Vậy cho nên khi đặt cây vàng khối lên bàn thờ gia tiên, bạn phải để ý nhé, tránh gặp phải nhiều điều xui xẻo hoặc gia đình lục đục. Thứ tư, lọ đựng hương, giá nến, khay đựng nước. Đây cũng là những đồ vật không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên. Khi đặt chúng lên bàn thờ, bạn nên đặt cẩn thận và đúng chỗ. Giá nến thì nên để hai bên bàn thờ, đối xứng với nhau. Còn lọ đựng hương nên đặt ở bên phải bàn thờ. Khay đựng nước phải luôn được sạch sẽ. Khi thắp hương phải thay nước luôn. Thứ năm, bộ bát cúng cơm. Bát cúng trên bàn thờ gia tiên của người Việt thường có 6 chiếc được dùng với mục đích đựng đồ lễ cúng. Vào các dịp như là lễ, Tết, giỗ chạp,
người Việt thường chuẩn bị mâm cỗ cúng dâng lên ông bà tổ tiên, người đã khuất. Bát ăn cúng được dùng nhằm dâng lên đấng bề trên và cùng hưởng. Thứ sáu là bộ đũa thờ. Đũa thờ nằm cùng bộ với chén thờ, thường có 6 đôi đũa. Đây chính là vật phẩm để ông bà tổ tiên thưởng thức các món ăn do con cháu chuẩn bị. Người Việt tin rằng người đã khuất vẫn còn sống tại một thế giới khác, giống với chúng ta, nên việc ăn uống được thực hiện tương tự. Thứ bảy, lọ cắm hoa. Lọ cắm hoa hay lọ lục bình là vật phẩm thờ cúng không thể thiếu trên bàn thờ của các gia đình. Công dụng chính của vật phẩm này là cắm hoa tươi dâng lên ông bà, đấng bề trên. Thông thường, bình hoa sẽ được đặt cân xứng hai bên cạnh mâm bồng trên bàn thờ, hoặc được đặt một bình về phía tây. Ngoài lục bình cắm hoa, các gia đình có diện tích ban thờ rộng có thể đặt thêm một lục bình trang trí, phong thủy. Cuối cùng là di ảnh thờ. Di ảnh thờ chính là ảnh của người đã khuất được đặt theo quy tắc nam tả, nữ hữu trên bàn thờ. Tại một số vùng trong nước, ảnh thờ thường chỉ được đặt trong vòng 3 năm đầu sau khi mất. Tại các vùng khác, ảnh thờ lại được đặt qua nhiều thế hệ. Thông thường, ảnh thờ sẽ được lồng khung gỗ hoặc khung kim loại cùng với kính trong suốt và đặt trên bàn thờ. Sau khi biết được bàn thờ gia tiên gồm những gì, thì các gia đình cũng cần biết cách sắp xếp các vật phẩm phong thủy theo đúng nguyên tắc trong tín ngưỡng tâm linh. Việc bài trí đồ thờ cúng đúng phong thủy sẽ tránh phạm húy, tránh những điều kiêng kỵ, cũng như tăng may mắn cho các gia đình. Thông thường, cách sắp xếp bàn thờ theo ngũ hành sẽ được căn cứ dựa trên các nguyên tắc về ngũ hành. Cụ thể, hành kim tương ứng với giá nến và lư đồng trên bàn thờ. Hành mộc tương ứng với bàn thờ, ngai thờ, bài vị và đũa thờ. Hành hỏa tương ứng với nhang hương, đèn dầu và nến khi thắp hương. Hành thủy tương ứng với bình hoa, chén nước, nậm rượu trên bàn thờ. Hành thổ tương ứng với đồ thờ cúng được làm từ gốm sứ trên bàn thờ. Việc bố trí sắp xếp bàn thờ theo quy luật ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong trời đất mang đến ý nghĩa tốt đẹp cho các gia đình. Trên bàn thờ nên có đầy đủ các yếu tố về ngũ hành nhằm tạo sự cân bằng, hài hòa trong trời đất, từ đó sinh vượng khí, tài vận, may mắn cho gia đạo. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình cũng như phong tục, tập quán của từng vùng miền mà các gia đình có thể lựa chọn đồ thờ cúng khác nhau. Cụ thể, với bàn thờ có kích thước vừa và lớn, dạng bàn thờ sập, tủ thờ có thể lựa chọn đồ thờ cúng với số lượng và kích thước lớn. Ngược lại, bàn thờ treo có diện tích vừa và nhỏ, chỉ nên lựa chọn bộ đồ thờ cúng có kích thước và số lượng món vừa phải. Ngoài ra, các gia đình có thể căn cứ vào tuổi, cung mệnh của gia chủ trong nhà để lựa chọn chất liệu đồ thờ cúng phù hợp. Căn cứ vào cung mệnh gia chủ nhằm tìm được vị trí và hướng đặt bàn thờ phù hợp với phong thủy và độ tuổi. Thứ nhất, hướng đặt bàn thờ thần tài tuổi Đinh Mão. Với người tuổi Đinh Mão, hướng bàn thờ tốt nhất là hướng Đông, Đông Nam, Bắc và hướng Nam. Gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nên tránh hướng xấu là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc và Tây. Đây là những hướng bàn thờ không hợp tuổi, có thể dẫn đến điểm giữ, vận mệnh xấu cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Vì thế, việc sinh con hợp tuổi làm ăn và cách bài trí bàn thờ gia tiên đơn giản phù hợp là bài toán không hề đơn giản như bạn nghĩ. Thứ hai, hướng đặt bàn thờ tuổi Bính Dần. Người tuổi Bính Dần nên chọn hướng bàn thờ là Đông Bắc, Tây Bắc, tránh hướng xấu là Nam, Đông, Bắc và Đông Nam. Như vậy sẽ không tốt cho phong thủy. Thứ ba, hướng đặt bàn thờ tuổi Quý Hợi. Hướng bàn thờ tuổi Quý Hợi đẹp nhất là hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc, kỵ các hướng Đông, Đông Nam, Nam và Bắc. Thứ tư, hướng bàn thờ tuổi Mậu Thìn. Hướng đặt bàn thờ theo tuổi tốt nhất dành cho người tuổi Mậu Thìn là hướng Đông, Đông Nam, Nam và Bắc, tránh các hướng như là Tây và Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam. Thứ năm,
hướng bàn thờ tuổi Canh Ngọ. Người tuổi Canh Ngọ nên đặt bàn thờ hướng Đông Nam, Đông, Nam và Bắc, tránh các hướng xấu là Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Tuy nhiên, gia chủ không nên đặt hướng bàn thờ ngược hướng nhà. Nếu hướng bàn thờ bị ngược so với hướng nhà, gia chủ cần sử dụng các bức rèm bình phong, vách ngăn để che chắn bàn thờ, hóa giải sự xung khắc trong phong thủy để giữ gìn tiền của, tài lộc cho gia đình. Bên cạnh đó, về cơ bản, các gia đình cũng cần phải chú ý một số điều sau đây. Không được đặt bàn thờ dưới xà ngang. Nhiều chuyên gia phong thủy cho rằng, xà ngang là nơi sản sinh ra hung khí. Do đó, nếu đặt bàn thờ dưới xà ngang, có thể khiến cho các thành viên trong gia đình bị đau đầu, suy nhược. Nặng hơn thì ảnh hưởng đến vận khí của gia đình. Không đặt bàn thờ ngay cửa ra vào. Đây là nơi gió thổi, dễ làm động bát hương. Bên cạnh đó còn đón nhận nhiều sát khí từ ngoài vào. Bởi vì là lối đi lại nên dễ ồn ào, làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng linh thiêng. Không đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Đây là việc làm hết sức cấm kỵ, làm mất đi sự trang nghiêm và tôn kính. Bên trái bàn thờ phải luôn sạch sẽ, không được đặt thùng rác hoặc các vật ô uế vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Có thể nói, cách sắp xếp bàn thờ gia tiên đúng cách ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đây là câu nói được truyền lại từ bao đời nay. Trên đây là một vài thông tin hữu ích về phong thủy bàn thờ. Hy vọng gia chủ có thể tham khảo và bố trí sao cho phù hợp với phong thủy của gia đình và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Và đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.